Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với channel Real Dạo. Đã bao giờ anh em tưởng tượng ra khi viễn cảnh mà chúng ta giàu nứt đố đổ vách, giàu tiền không để đâu cho hết, 100 triệu nó chỉ cỡ mỗi đốt inox thôi, thì chúng ta phải tiêu như thế nào? Chúng ta tiêu cái gì cho nó máu, tiêu cái gì cho nó sang chảnh? Thì câu hỏi này mình luôn luôn đặt ra và trăn trở suốt mấy ngày hôm nay, thì đã có một người thay mình trả lời câu hỏi này, đã có một người khiến cho mình cảm thấy là người giàu thì sướng thế nào, phong cách tiêu tiền của họ nó khác chúng ta ra sao. Và đây chính là câu trả lời cho việc 100 triệu chúng ta mua đồ công nghệ gì cho sang chảnh, và quan trọng hơn cả là cực kỳ độc và chất. Mình nghĩ là từ độc và từ chất còn chưa đủ để diễn tả cái món đồ công nghệ mà mình chuẩn bị show cho anh em, chính là đây. Bộ cây gaming trị giá 100 triệu. Rất là lâu rồi thì Ríu Dạo mới có cơ hội gửi đến anh em những cái bộ cây độc lạ, những cái bộ cây custom nó đẹp đến như thế này. Từ sau cái lần cuối cùng là bộ cây gaming Dubai thì phải, thì đến tận bây giờ mình mới có cơ hội mang một cái con cây hàng khủng về để tiếp tục show cho anh em. Và đây là một bộ cây được một vị khách tên là anh Quân có custom riêng tại cửa hàng An Phát. Anh Quân này chắc là cháu Phan Quân à. Đây là bộ cây mang cảm hứng từ một cái xe phân khối lớn là Ducati, anh em nhìn sơ qua cũng đã thấy rõ rồi. Và với cái tầm tiền 100 triệu bỏ ra cho một cây gaming như thế này thì có lẽ là cái cấu hình nó cũng không còn là một cái điểm quan trọng nữa, mà quan trọng nhất là chúng ta phải có được những cái linh kiện cao cấp nhất, một cái thiết kế độc lạ nhất, và nhìn vào thôi là đã thấy đẳng cấp. Bây giờ chúng ta sẽ thử cùng nhau nhìn sơ qua xem cái bộ cây gaming 100 triệu cũng tầm trung như thế này thì nó có cái gì hay. Lấy cảm hứng chủ đạo từ những con quái xế phân khối lớn Ducati, chúng ta có thể thấy ngay cái tông màu chủ đạo của bộ cây này sẽ chính là tông màu đen và đỏ. Và đa phần linh kiện ở đây sử dụng là linh kiện đến từ ASUS ROG, cũng chính là những cái dòng ASUS mà thiên nhất về tông màu đen và đỏ đấy. ASUS ROG anh em hay gọi là ASUS ROG đấy. Chúng ta sẽ có một thiết kế được xây dựng custom riêng có 102. Mình đảm bảo là ngoài bộ cây này ra anh em không thể nào tìm kiếm được một bộ cây khác có một cái thiết kế tương tự. Chúng ta sẽ có một khung viền được làm thủ công hoàn toàn, những cái thanh sắt này màu đỏ đỏ này được sơn lên làm sao cho nó tái hiện lại được đúng chuẩn nhất một cái xe Ducati. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có nguyên một cái bộ custom tản nhiệt nước cực kỳ hầm hố trải đều từ trong ra ngoài. Xôi ôi nhìn bao phê luôn. Đây chính là cái điểm vì sao mình nói là với 100 triệu ấy thì những cái linh kiện, cái cấu hình bên trong nó đã không còn là vấn đề quan trọng nữa rồi, mà chúng ta quan trọng hơn cả là những linh kiện nó thật sự đồng bộ, thật sự chất và thật sự toát lên được cái vẻ chịu chơi của người mua cây. Mình thì cũng không chịu chơi lắm, cái cây nhà mình ở nhà có chục củ thôi. Nhìn cái cây này thấy kiểu toát mồ hôi hột. Và với tầm giá lên tận 100 triệu thì đương nhiên toàn bộ linh kiện được sử dụng trong bộ cây này đều là những linh kiện cực kỳ hảo hạng. Hay đến sâu hơn vào cấu hình bên trong, bộ não của bộ cây này sẽ chính là i7-8700K, một con chip đời mới cực kỳ mạnh mẽ. Đi kèm với đó chúng ta sẽ có cái mainboard ASUS ROG Strix Z370H cùng với hai thanh RAM Vengeance đến từ Corsair với dung lượng là 16GB. Ngoài ra VGA sẽ cực kỳ mạnh mẽ, VGA Poseidon 1080Ti 11GB đến từ ASUS. Đi kèm với đó để cung cấp nguồn cho bộ cây khủng long từ những cái linh kiện cho đến những cái bộ tản nhiệt nước như thế này, chúng ta sẽ có thêm một bộ nguồn đến từ Corsair CX750M. Đây đều là những linh kiện cao cấp. Và chưa hết, bộ cây này còn được trang bị thêm lên đến tận 6 quạt, và toàn là những cái quạt được custom thêm logo ROG nhìn cực kỳ đã và chất. Và nếu như chúng ta nhìn từ bên ngoài nó đã hoành tráng, đã hào nhoáng như thế này thì bây giờ mình sẽ cắm điện lên cho anh em xem để thấy rằng cái bộ LED của máy nó còn độc và chất như thế nào. Wow, anh em đã đủ thấy hào nhoáng chưa? Anh em đã đủ thấy cái hệ thống LED này đi kèm với những cái họa tiết đỏ đen trên bộ cây này nó ngầu không? Quá là chất luôn. Chúng ta sẽ có một cái bộ cây mang tính chất là show cây rất nhiều. Một bộ cây thể hiện được thứ nhất là sự chịu chơi của người chủ bỏ ra mua. Chúng ta sẽ show được toàn bộ linh kiện bên trong, những cái linh kiện rất là cao cấp, ngay thậm chí là cái con cạc VGA 1080Ti Poseidon 11GB thôi, nhìn cũng đã thấy muốn nhói thận rồi. Chứ kể về đó thì đây là một cái bộ cây có cấu hình rất mạnh nữa. Có lẽ không cần nói, anh em cũng biết rằng bộ cây này nó có một hiệu năng khủng như thế nào. Trời ơi, nhìn này không biết bao giờ mua được đây trời. Trên đây mình vừa giới thiệu cho anh em một cái bộ cây có thể nói là đẹp, độc, lạ, chất với một mức giá siêu cao dành riêng cho những ai mà muốn có được những cái gì là chất nhất trong một cái tầm tiền chúng ta không cần phải lo nghĩ nhiều, bởi vì đối với những ai đã mua những bộ cây này thì mình nghĩ rằng tiền nó không còn là vấn đề nữa rồi. Một cấu hình siêu khủng, một thiết kế siêu chất và quan trọng hơn cả là một cái phong cách đẳng cấp cực kỳ. Đây sẽ chính là cách mà người giàu tiêu tiền. Đây sẽ chính là cách mà khi chẳng may nếu như có ai xem video này sau này giàu quá mà anh em không biết làm gì cho hết giàu thì chúng ta có thể tìm đến những bộ cây như thế này tại cửa hàng An Phát. Anh em thấy sao? Đối với anh em thì
anh em nghĩ gì bộ cây này? Đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. Và nếu như anh em tiếp tục ủng hộ, mình sẽ tìm kiếm thêm những bộ cây ngầu lòi tương tự về để làm cho anh em xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Của ta 100 triệu sao lại bung cái gì ra này?